nhiệt độ một khối rồi chưa? Bao nhiêu à? Hả? Bao nhiêu à? Còn nó chạy không? Chạy ổn không? Độ này xài được 4-5 năm rồi. Anh lấy nhiêu đó hả? Còn nhiêu bỏ hết hả? Vậy nó mới ngon. Không, anh lấy 7, anh lấy 3. Lấy 3 bỏ 7 á. À lấy 3 bỏ 7 luôn. Kinh kinh hùng không? Này lấy 3 mà bỏ tới 7 luôn á. Nước thì mới ok nè. Đó. Đây là đồng hồ áp thấp, đồng hồ áp cao. Một cái đồng hồ áp nước nạp vô, một đồng hồ áp áp cao. Trên lệch. Độ 4 cây một khối. Ở đây điện yếu quá xài không áp. Xài không áp này cho mạch điều khiển. Không áp 1K cho mạch điều khiển. Có áp chạy ổn mà. Yên tâm. Mạch điều khiển còn motor thì chạy trực tiếp. Đó. Có lọc tinh, đèn cực tím đầy đủ luôn. Không thiếu món gì hết đâu. Khôi phục lại. Bơm lọc thô. Ở đây vàng nó hơi nhỏ cho nên đi giống 34 không à. Bình chứa nè. Ba cục lọc. Ba cục lọc cát đá. Hai cục tính. Chắc cho đổi không. Đây, máy bơm đang chạy luôn. Bơm CDF. Bơm đang chạy luôn nè. Lâu rồi cho nên bơm nó cũ. Nguyên nhận lọc luôn. À, mình lấy tới mức này thôi phải không? Là cái này nó khoảng là 9 lít phút. 8-9 thôi phải không? Cái này đâu tới 9-7 à. 7-8 gì à. Lấy nước nhiều đó nó mới ngon á. Còn nhiều bỏ hết. Dạ. 3-4 cái bồn. Bồn nước vào nè. Bồn nước trung gian. Rồi bồn nước thải RO. Rồi bồn thành phẩm. Bồn thành phẩm chơi bồn inox nè. Đẹp. Bồn inox 3.4 là ổn thôi. Đấy. Nguyên vàng lọc nó như vậy. Chạy lọc phụ. Chạy lọc phụ trước khi đưa vô bồn trung gian. Đó, cái lọc phụ tức là bồn lọc thô nó lọc xong rồi đưa vô đây lọc phụ. Rồi nó vô bồn trung gian. Rồi trước khi qua lọc RO thì qua cái bồn inox này nè, bồn lọc tinh. 1 micron. Cái lọc tinh 1 micron. Đó. Xong nó đưa qua bơm RO. Bơm được đứng RO, RO nó mới bơm vô trong cái tủ của mình. Và một khối. Đơn giản. Nhỏ gọn. Cung cấp cho hệ thống nước ở Cà Mau. Rồi cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube. Chào mọi người, ai chưa đăng ký giúp mình nha. Đó. Và nước đang chạy luôn. Có bật nó giếng lên không? Bật nó giếng lên nó phải tắt bớt qua mà. Bật nó giếng lên luôn cho nó nạp luôn. Nhưng mà nó áp nó sụt. Điện này yếu quá. Một pha mà nó chạy còn. Chạy. À. Hết nước. À. Dạ. Nếu mà điện yếu thì phải chạy bằng tay phải không? Không chạy tự động. Chạy tự động nhưng mà tắt bớt. Tắt bớt máy. Rồi. Đó. Rồi nó bơm nguồn, bơm trung gian, bơm RO. À. Điện bây giờ cũng là 220 này là do ảo này, do cái cục cồn áp nó lưu điện nó đẩy xuống. Chứ không là không có đủ điện. Không đủ điện để chạy.
nha mọi người nha. Nè, mạch điện nè. Rồi, rồi cảm ơn mọi người. Chạy ra ngon không? Nước mới chạy ra. Ok. Rồi. Đó. Bây giờ Dương Biên Vàng đang chạy tự động. Chạy tự động ổn rồi đó. Chạy là lụm à. Chạy bằng tay cũng được mà chạy tự động cũng được. Chạy tự động thì nó sướng hơn. Không có công canh. Hết rồi phao giật nó chạy thôi. Rồi cảm ơn mọi người nha. Chào mọi người.